Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh lại được gặp quý vị và các bạn trong một video tiếp theo. Buổi sáng ngày hôm nay trời nắng rất là đẹp quý vị. Em đang đứng ngay khu vực bờ hồ Xuân Hương. Phía bên kia đồi cù đó là nhà thủy tạ. Em thấy là một số bà con cô bác mình cũng đi đạp thuyền thiên nga ở bờ hồ Xuân Hương. Sáng nay trời gió mát quý vị, cũng như là có nắng. Nhiệt độ em vừa mới đo được là 22 độ C, đổi ra được là 71 độ F. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là buổi sáng ngày thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022. Như vậy là cũng gần hết hè rồi. Hôm nay em xin kính mời cô bác anh chị và các bạn cùng với em đi dạo một số tuyến đường có nhiều khách sạn, cũng như là cập nhật tình hình trong buổi sáng hôm nay tại chợ Đà Lạt. Em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, một ngày mới tràn ngập năng lượng nhé. Bây giờ em mời cô bác anh chị và các bạn cùng với em đi dạo nha. Bây giờ là 9 giờ sáng. Sáng hôm nay cô bác anh chị và các bạn thấy bầu trời Đà Lạt nhiều mây không? Và thường là mây như thế này buổi chiều sẽ có mưa quý vị. Sáng thì nắng, buổi chiều thì mưa, thời tiết vào tháng 8, tháng 9 là mưa dầm. Mưa dầm rất là nhiều luôn. Ngay đoạn này thì em rất là thích đi luôn á. Có những cái cây thông ở đây nghiêng mình xuống mặt hồ Xuân Hương. Gió rất là mạnh. Ngay vị trí này thì có hội chợ ẩm thực Thái Lan này. Năm nay có rất là nhiều chương trình luôn. Và năm nay, cuối năm nay thì có Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 quý vị. Và sẽ được tổ chức vào tháng 11 cho đến cuối tháng 12 luôn, xuyên suốt trong vòng 2 tháng. Trong đó thì có 10 chương trình, 10 chương trình hưởng ứng và 10 chương trình chính. Cô bác anh chị, đạp thuyền thiên nga ở đây em thấy là vui hơn bên trong khu du lịch thung lũng tình yêu đó. Ở đây là cái chỗ để chúng ta để xe máy này, xe máy để mà qua bên hội chợ đó quý vị. Người ta đang nói loa quảng cáo. Vào buổi tối mới đông, tối ngày hôm qua thì em cũng có đi ngang qua đây. Xe để từ đầu đường Đinh Tiên Hoàng cho đến giữa đường luôn. Có những cái cây man đào ở đây nè, man đào giả thôi. Buổi tối thì người ta bật đèn lên để mà du khách có thể là chụp hình. Ngay khu vực này là tòa giám mục, cô bác anh chị, tòa giám mục. Hiện nay thì người ta xây thêm một cái khu ở ngoài nữa, rất là hoành tráng. Rồi, em sẽ chạy vào chợ Đà Lạt cập nhật sơ một chút xíu tình hình buổi sáng hôm nay. Vào cuối tuần, hai tuần vừa rồi rất là đông du khách đi chợ đêm. Bà con mình chuẩn bị đi làm rồi, còn các em học sinh thì chuẩn bị đi học. Và sắp đến thì có lễ 2 tháng 9 nữa rồi. Đây có xe buýt Phương Trang nhỏ gọn. Các em học sinh đi mấy chiếc này rất là tiện luôn á. Rồi, em sẽ đi vào chợ Đà Lạt nha. Cô bác anh chị và các bạn có thể thấy là bà con mình mua đặc sản để về biếu này.
rất là đông vui quý vị ha. Khi mà có du khách á, thì đông vui á, nhưng mà đối với những lúc mà Đà Lạt mình không có du khách thì phố xá vắng vẻ rất là buồn luôn. Mùa này bà con mình bán hồng giòn rất là nhiều rồi, hồng đầu mùa, những trái hồng xanh á, à, những trái hồng như thế này mình mua về. Cô bác anh chị và các bạn lưu ý là chúng ta lựa quả hồng nào mà cuốn còn phồng á, thì quả hồng nó ăn rất là ngon và giòn luôn. Và chúng ta lưu ý khi mà để xe ở đây thì lưu ý quý vị ha, khi mà để xe ở đây đi vào chợ mua đồ á, dừng ở đây thì được, chứ còn đổ ở đây là sẽ bị mấy anh công an làm việc. Bồng hoa các loại, hoa đồng tiền rồi hoa hồng được bà con chăm bón rất là kỹ, xong rồi đem ra đây. Những bông hoa đẹp nhất thì đều đem ra đây để bán. Ở đây thì không có bán lan rừng. Lan rừng thì cô bác anh chị và các bạn sẽ đi lên con đường Quang Trung á, tại đó bán lan rừng rất là nhiều. Khi mà đi Đà Lạt thì mua lan rừng về tặng cho bạn bè thì rất là ý nghĩa luôn. Rồi bây giờ em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn ta đi lên cập nhật một số khu vực có khách sạn nha, để coi hôm nay du khách thuê phòng có đông hay không. Ngày mai là thứ sáu, thứ bảy cuối tuần rồi, chắc có lẽ tuần này nữa thôi là cô bác anh chị và các bạn sẽ kết thúc chuyến đi du lịch hè năm nay. Các em học sinh thì đi học. Bên phải của em đây là cầu Ông Đạo nè, đó, xa xa thì thấy khu vực ánh sáng. Năm xưa có những cái vườn rau ở đây. Mấy năm trước thì quý vị và các bạn sẽ thấy một ngôi biệt thự nằm soi bóng dưới hồ Xuân Hương ngay tại vị trí này. Ngày nay thì không còn ngôi biệt thự này nữa rồi. Trước đó ngôi biệt thự đó là từng là nơi làm việc của tướng ông Trần Văn Hai đó. Bánh trung thu này đó, bày bán bây giờ bắt đầu mới có người mua quý vị. Em thấy là bày bán cũng khá là lâu rồi, tầm khoảng hơn nửa tháng này rồi, bây giờ mới có người mua. Bánh trung thu Yến Xào Khánh Hòa, bánh trung thu của Kinh Đô, năm nay bán bánh trung thu có lẽ là ít hơn so với năm ngoái, do bị ảnh hưởng 2 năm dịch vừa rồi. Năm nay sức mua rồi sức mua tiêu dùng của người dân giảm đi hẳn luôn á, không có mua nhiều như là mấy năm trước nữa. Bây giờ em sẽ đi về con đường Tô Hiến Thành nhé, có rất nhiều khách sạn ở đó luôn. Đây là con đường Nguyễn Trường Tộ, khúc trên phía sau lưng của em đó là con đường Tự Đức, đi men theo khách sạn Palace trước năm 1975. Còn ngày nay đó là con đường Hồ Tùng Mậu quý vị.
thời tiết ở ngoài vừa nắng vừa gió nữa, những cái cây ở đây nó cũng đung đưa lá thì rụng khắp nơi. Ở trên con đường 3 tháng 4 thì có lẩu gà lá é. Ở đây là ngã 6 đầu tiên tại Đà Lạt nè. Em đang đứng ngay khu vực bến xe liên tỉnh ở Đà Lạt. Hướng dưới, con đường phía dưới đây là con đường Tô Hiến Thành quý vị. Và cái cây xăng ở bên kia thì hoạt động 24/24 luôn. Khi mà quý vị và các bạn lỡ đường vào ban đêm thì không còn cây xăng nào mở thì chúng ta có thể là di chuyển ra cây xăng này ha. Cái công viên ở đây em thấy các công nhân trồng hoa rất là đẹp nha. Ở đây có hoa mai địa thảo nè, cẩm tú cầu. Bây giờ em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn đi vào con đường Tô Hiến Thành với em, cập nhật một số khách sạn. Con đường Tô Hiến Thành cũng nhiều khách sạn lắm. Tuy nhiên thì nó nằm hơi xa trung tâm khu Hòa Bình một chút, nhưng mà một số khách sạn có giá tương đối là bình dân, từ 300.000, 400.000. Ngay đầu đèo có những cái quán cà phê để mà du khách có thể là ngồi uống cà phê trước khi chúng ta rời xa trung tâm thành phố. Con đường này nó cũng thuộc phường 3, từ đường Nguyễn Tri Phương, đường 3 tháng 4 đi vào. Bến xe liên tỉnh này có các hãng xe, chủ yếu là xe Phương Trang. Sau đó thì các xe đi các tỉnh, các nhà xe khác nữa cũng ở khu vực này. Từ hồi tháng 6 đến giờ em thấy là cũng ít bão. Không biết tháng 8 cho đến tháng 11 sắp đến thì có nhiều bão hay không nữa. Ở đây có giá phòng niêm yết sẵn luôn nè. 250.000 cho đến 300.000. Khi mà còn phòng thì người ta sẽ bật cái đèn lên, bật cái bảng lên, còn phòng. Khách sạn ta trồng hoa mai địa thảo ngập tràn sắc màu luôn. Một cái khu vườn. Đó, khách sạn còn phòng luôn nè. Ở đây nhiều khách sạn còn phòng lắm quý vị. Những khách sạn mà ven ven ở trung tâm các cái con hẻm thì có giá rẻ lắm, khoảng 250 một ngày thôi. Tuy nhiên thì hơi xa trung tâm một chút, nếu mà quý vị và các bạn không ngại xa xôi thì chúng ta có thể là thuê ở đây, bởi vì ở đây có dịch vụ cho thuê xe máy, quý vị và các bạn cũng không có lo ngại ha. Đi chợ đêm thì cũng gần mà. Bán xôi, bánh mì. Đây là cái khu công ty cổ phần vận tải ô tô Lâm Đồng.
những cái khách sạn nằm treo leo. Năm nay ngày tựu trường và khai giảng ngày 29 tháng 8 thì bắt đầu tựu trường rồi, và ngày 5 tháng 9 thì khai giảng. Ở đây có khách sạn Hồng Môn này. Trước đó cũng có một bác khán giả cũng có nhắn gửi với em về khách sạn này, nơi mà để lại rất nhiều kỷ niệm đó. Mỗi khi mà lên Đà Lạt thì cô bác anh chị đều ghé đến biệt thự đó. Ở đây nhà hàng Hấp Thủy Nhiệt, một con dốc khá là đặc trưng ở Đà Lạt, có những cái vườn hồng xung quanh. Phía dưới là khu vực thung lũng, con đường An Bình. Cô bác anh chị và các bạn thuê khách sạn ở đây được cái là yên bình, không có ồn ào, không có náo nhiệt. Nhìn chung thì em thấy khách sạn ở đây cũng vắng. Rồi, em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn đi lên cung đường Đống Đa nha. Người ta mới mở ra một cái khu du lịch mới nữa này cô bác anh chị, cổng trời Bali, chạy tiếp 30m. Cà phê Thiên Mộc Trinh thì buổi tối đẹp lắm, với nhiều cái ánh đèn màu tím rất là đặc sắc, tím buồn, tím mộng mơ. Còn đây là cà phê Amazing số 2 đường Đống Đa, nơi mà cô bác anh chị và các bạn vào uống cà phê ngắm view buổi tối rất là đẹp. Ở đây là nông trại làm đẹp, trang trí theo một phong cách cổ điển. Một số villa ở đây em thấy rất là hoành tráng luôn nè, có AX Villa. Những cái căn villa này thuê thường rất là đẹp, thoáng mát, nằm ở một cái vị trí cao nữa. Em rất là thích ở những căn villa như thế này. Tuy nhiên thì giá hơi cao một chút. Con đường Đống Đa nó cũng là một con đường xanh, sạch, đẹp nhất ở Đà Lạt đó, và tương đối là ít xe cộ qua đây. Người ta đang xây biệt thự này, đang đổ bê tông. Ở đây em thấy là mật độ xây dựng cũng vẫn còn thưa, chỉ một vài năm tới nữa thôi, em nghĩ chắc khu vực này có lẽ là nhà cửa sẽ mọc lên, biệt thự rất là nhiều dành cho những người khán giả có điều kiện thôi. Con đường này quý vị và các bạn sẽ đi thông qua một khu vực cáp treo băng tới đèo Pren, một cái khu vực nhà tạm bợ của bà con người dân. Những căn nhà tiền chế đó là bằng tôn thôi, bởi vì đây nằm trong diện quy hoạch đó, cũng không có được xây dựng nhà bê tông. Phía bên trái một căn biệt thự này, bên phải thì có một biệt thự Villa Kenly. Em sẽ lìa camera xuống phía dưới để cô bác anh chị và các bạn ngắm cảnh một chút ha. Ở dưới này rất là đẹp luôn á. Cô bác anh chị và các bạn thấy hôm nay trời đẹp không? Trời nắng lên á, camera của em nó cũng hình ảnh nó cũng nhiều màu sắc hơn, lung linh hơn.
Phía dưới này thì có một cái khu vực tượng Phúc Lộc Thọ và một căn biệt thự của một doanh nhân người Mỹ về hưu đó. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp. Những cái cây hoa màu tím ở bên đường đây là hoa ngũ sắc. Hoa ngũ sắc. Trước thì chưa có cái giống này đâu cô bác anh chị, ngày nay cách đây vài năm trở lại đây thôi người ta nhân giống ra. Những cái bông hoa này người ta hay trồng rất là đẹp. Ngay cái đoạn này em thấy là xanh sạch đẹp. Người ta dùng cỏ giả rồi trang trí men reo hai bên con đường. Đây quý vị và các bạn có thể thấy là những vị tướng như là Trưng Chắc, Trưng Nhị, Hai Bà Trưng vân vân. Thì được ông doanh nhân người Mỹ về hưu á, ông rất là thích lịch sử của Việt Nam. Thành thử đó là ông cho xây dựng một căn villa mang tên người vợ của ông. Đây là lối chúng ta đi vào nè. Đó, cái cổng rất là đẹp luôn. Hoành tráng. Khu này mà làm homestay cũng như là một số quán cà phê, nói chung là làm những nơi nghỉ dưỡng này, cà phê hay là bất cứ gì cũng đều rất là đẹp. Có một cái view rồi yên tĩnh thoáng mát. Những căn biệt thự khá là im ắng và rất là mát mẻ, rất là thích. Không biết cô bác anh chị và các bạn có thích ở những nơi như thế này hay không. Tuy là nó hơi buồn một chút nhưng mà nó yên tĩnh, nó thoải mái, không khí trong lành. Nó có thể giúp mình quên đi mệt mỏi này. Khi mà đi làm về mệt chỉ cần ngã lưng ra một chiếc ghế sofa rồi ngắm trời mây qua khung cửa sổ với cây cối, cây thông, thiên nhiên mát mẻ, yên tĩnh, rất là tuyệt vời. Đây là quán cà phê Đà Lạt Goat. Có một cái view ở trên sân thượng rất là đẹp. Em cũng đã từng lên đó một lần vào ban đêm rồi cô bác anh chị. Con đường này nó sẽ đưa chúng ta về đường An Bình, Triệu Việt Vương rồi ra Hồ Tuyền Lâm luôn. Còn hướng đi thẳng lên phía bên tay trái á, chúng ta sẽ lên đường Hà Huy Tập. Rồi khu vực Bá Đà Lộc, con đường cũ về lại đường Trần Phú. Ở đây là khu vực làng biệt thự Osaka này, với một số căn nhà rường theo phong cách ngoại Huế đó. Đó là một nơi nghỉ dưỡng, nhà hàng rất là đẹp. Em cũng chưa có dịp vào đó, nếu mà có dịp thì em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn vào đó ha. Các cái con hẻm trên con đường đống đa ngày nay nhà cửa đều kín hết rồi.
trường tiểu học Cửu Long này. Villa, những căn villa đều có một cái khu vườn phía trước nhà. Để mà trồng các cái loại cây, cây hoa, cây bông mà mình thích. Ở đây có quán cơm ngày 3 bữa. Quán cơm này cũng dạng như là quán cơm gia đình vậy đó, cô bác anh chị. Người ta dọn ra một mâm cơm, trong đó có các món món ăn. Bên phải của em là con đường Tô Hiến Thành ha, chúng ta sẽ ra lại những cái khu vực khách sạn lúc nãy. Em sẽ đi xuống con đường này, Đống Đa. Rồi sẽ về với đường Hà Huy Tập, con đường Bá Đa Lộc cũ. Ở dưới này nó có một con suối, cô bác anh chị. Những ngôi nhà nằm ở men con suối. Con suối nhỏ. Rồi chúng ta sẽ phóng tầm mắt thấy nhà thờ con gà. Có một cái cây cầu ở đây nè. Cầu ở đây chỉ được 10 tấn xe tải qua đây. Chúng ta lưu ý về cái trọng tải. Đó, phía trên song song với con đường này đó là con đường An Bình. Ở đây có một cái con suối. Bây giờ thì không còn những cái vườn rau nữa rồi. Bà con cô bác mình xây nhà kín cả rồi. Đó, nó cũng mất đi một số cái không gian thiên nhiên. Đó, nhà cửa bây giờ chật chội. Bây giờ cô bác anh chị và các bạn chỉ có thể tìm thấy cái không khí, không gian nó yên bình ở ngoài xa trung tâm thôi. Còn đâu là ngột ngạt. Ở đây là cái con suối người ta mới xây lại nè. Đó, và người ta làm lại cái cầu. Hướng này thì quý vị và các bạn sẽ đi lên con đường Nhà Chung luôn. Con đường Xuân An. Phía sau của trường Trí Đức. Phía sau nhà thờ con gà đó. Đó, cái con suối này nó sẽ chảy về bên... từ Xuân An nó chảy về đây quý vị. Đó, từ khu vực Nhà Chung. Nó sẽ chảy về đây và men theo con suối này nó sẽ chảy về khu vực An Bình. Có một cái căn nhà nhỏ bên suối này. Đó. Rồi em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn đi lên con dốc này thử ha. Đó, phía trước là con đường Bá Đa Lộc, đường Hà Huy Tập đó, lên đường Trần Phú. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi con đường này đi, lên con đường Nhà Chung đi, thông với trường Tư Thục Trí Đức. Sẵn là để cô bác anh chị và các bạn ôn lại kỷ niệm ở đây luôn. Con dốc này nó khá là cao á, thành thử ra là những người mà tay lái cứng cứng thì người ta mới dám lên thôi. Em thì có mấy lần lên bị xìa, nhưng mà ngày nay người ta làm lại cũng đỡ trơn hơn trước rồi. Trước là có những cái cây rêu á, nó bám. Rồi em sẽ đi lên nha. Về số 1 thôi.
số căn nhà cũ ở đây nè, đó đều khóa cửa đó. Không biết bà con cô bác mình đi làm hay là đã không còn sinh sống ở đây nữa. Con dốc này người dân địa phương ở đây người ta đi quen rồi. Em thấy có nhiều người phụ nữ đi xuống con dốc này rất là giỏi luôn. Xe máy thì lên chỉ được một chiếc thôi, một chiếc phải né dừng lại. Nó khá là hẹp, con đường này tầm khoảng 2 mét, hơn 2 mét một chút. Rồi em đã đến con đường nhà chung rồi. Ở đây có bánh canh Xuân An cũng nổi tiếng rồi, tiệm phở Bằng. Đó. Cô bác anh chị và các bạn có thể thấy đây là khu vực trường Chí Đức năm xưa. Đó, ngày nay đã trở thành trường trung học cơ sở Quang Trung. Con đường An Vặt chính là con đường nhà chung, con đường Xuân An. Chuẩn bị các cô các bác lại bán rất là được đây, vào mùa học sinh đi học lại á. Và đến vị trí này em cũng xin được kết thúc video clip ngày hôm nay, đưa cô bác anh chị và các bạn đi cập nhật tình hình. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nha.